một căn nhà ở thị trấn Phước Bụ á chị ha, trung tâm luôn. Đó. Giá chỉ có mà 1 tỷ nhỉnh chút xíu thôi anh chị. Đó. Nhà quá đẹp luôn chị. Nói chung là mình vô ở liền được luôn chị nha, xe ô tô đi thoải mái này. Đó. Đây, có chỗ để ngủ xe luôn, xe ngủ luôn. Đó. Rồi, Bảo Điền Bất Sản xin mến chào cô chú chị mình. À, nay có một cái sản phẩm đất thị trấn đó chị. À, có sẵn nhà luôn, gần 200 mét vuông. Đó, bán giá chỉ có là 1 tỷ nhỉnh chút xíu thôi. Chính xác là 1 tỷ mốt đó chị ha. À, ô tô đi nha, đường ô tô đi. Rồi trước khi review chi tiết sau bất sản thì Điền sẽ ra ngoài Điền nói sơ về cái vị trí anh chị ha và những cái hướng đi. Như ra đầu cái bất sản mình đi ra đây thì có gặp ngã ba, mình đi ra hướng này là mình đi đường Hùng Vương anh chị ha, đường số 4. Còn đi ra hướng này thì cũng ra vòng lại đường thị trấn anh chị. Nói chung là đường đường nhựa. Hiện tại Điền ở đây thì ở dường như là ở trung tâm huyện Xi Mạch rồi. Đó, thị trấn Phước Bụ, huyện Xi Mạch, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gì ha. Đó. Như cái đường Tiên Vang này này là mình chạy thẳng ra khoảng vài trăm mét thôi, mình sẽ đụng ngay trường học các cấp này và trường mầm non ha, cũng như là mình giao với đường đường số 2 hay là được gọi là đường Điện Biên Phủ đó anh chị. Đó. Rồi mình rẽ phải thì mình đi vào mình đi thông ra lại quốc lộ 55. Ra quốc lộ 55 đó dường như là gặp ngay bệnh viện huyện này và trung tâm thương mại ha, và nói chung là trung tâm hành chính luôn, tiện ích tiện nghi xung quanh khoảng bán kính khoảng 500 mét là mình có đủ cái gì. Còn đường này thì mình đi ra lại đường số 4 á chị ha, hay được gọi đường Hùng Vương đó. Đường này đi thông thương, còn hướng ngược lại đây nói chung là thông thương ra lại đường Hùng Vương hết anh chị. Đường thông thương đó, chỗ này thì chỗ trung tâm huyện rồi, tiện ích tiện nghi đầy đủ. Như cái khu này thì điện đài nước máy có hết anh chị ha, khu dân cư. Từ đây mà đi xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm á chị ha. Biển mình di chuyển xuống đó mất khoảng đó là 8 cây số thôi. Cái khu vực này thì về khí hậu này kia thì rất là mát mẻ luôn, tại vì ở đằng sau đây là nguyên cái rừng nguyên sinh ha, rừng Phước Bụi Bình Châu, cái rừng lá phổi xanh của Việt Nam mình. Rất là rộng luôn anh chị. Nói chung là khí hậu được hưởng từ đó rất là nhiều, và cái khu vực này mảng xanh còn rất là nhiều chị ha, đây là khí hậu rất là mát. Rồi bây giờ mình quay lại vấn đề chính ha. Bây giờ Điền sẽ đi từ đường nhựa này đi đi vào cái bất động sản của mình anh chị, và Điền phải sẽ review chi tiết bất động sản đó luôn ha. Sẽ quay cặn kẽ luôn anh chị ha. Đây đường đi vô thì đường ô tô đi anh chị nhé, như cái đường này thì đường 7 chỗ đi được anh chị ha. Từ đường nhựa đi vào thì khoảng đâu đó vài chục mét thôi là tới bất động sản của mình rồi. Đây ha. Đó. Nói chung là nói có sách mách có chứng đó chị ha. Thì cái cổng này rộng rãi này. Nói chung là đường mình thì nó có sách mách có chứng ha. Thì cái xe ô tô mình đang đậu trong chuồng rồi. Và đi tới đây á thì thực sự là bất động sản mình thì không bám theo mặt tiền đường là nhiều, nhưng mà nó đang có diện tích là tổng diện tích là 185,3 mét vuông chị. Đường mình thì vô tới đây thì giáp với đất thôi chứ chứ không có bám theo mặt tiền đường nhiều anh chị ha. Thì có bề ngang là 10,29 10,3 đó, 10,3 ha, từ ngay rào này qua ha, 10,3. Và sau cạnh này á là cạnh này 10 16 17 mét anh chị ha, nó hơi xéo. Còn cái cạnh bên kia á, là mình sâu được là 21 mét ha. Nói chung là cái thị trấn thì cái chiều sâu này thì cũng tương đối là được rồi. Thị trấn sâu khoảng 20 là trung bình rồi anh chị ha. Hiện tại trên đất thì trên bức xã mình thì rào B40 hết anh chị. Có rào ranh móc rõ ràng. Đó, lui tới đây ha. Đó, cái chỗ này chuồng đậu ô tô anh chị. Nói chung là hiện tại là nhà thì đang để trống, nói chung là kẹt tiền đang bán chị ha. Lúc trước là nhà này là cho thuê và bây giờ muốn bán là không ngưng cho thuê anh chị. Nếu mà cho thuê thì nhà này ít nhất phải được trên 2 triệu một tháng chị. Đó. Lùi phía sau đây ha. Đó. Đó, chuồng này thì có thể đậu được chiếc 7 chỗ được luôn. Đó, cái tường cái rào cái tường của mình thì hơi xéo chút xíu, bên cạnh kia có 10 16 17 mét thôi, còn bên này là sâu 21 mét luôn. Đó, nên là nhìn tường nó hơi xéo ha. Khu vực này thì sử dụng là nước máy rồi chị ha.
Và bây giờ Điền sẽ đi vào trong review chi tiết sâu bức sẵn ha, đi vào quay cận kẽ luôn. À, Điền sẽ đi từ ngoài đi trước. Như nhà này thì xây dựng thì khoảng đâu đó khoảng 100 mét vuông diện tích xây dựng anh chị ha. À, có cả gác lửng luôn. À, ở ngoài nhìn vào thì mình có một cái bức tranh ha, à, bức tranh ở ngoài và bậc tăng cấp đi vào đây ha. Đây là phòng khách. Bất sản mình thì hiện tại là đang quy hoạch toàn bộ là đất ở đô thị thôi anh chị, chưa có thổ cư anh chị nha. Đó. Và giá đang cần bán là 1 tỷ mốt anh chị. Đó. Đây vào đây là phòng khách này. Nhà còn khá là mới anh chị ha. Đó. Còn khá là mới, ở trên thì đang trầm trầm. Khu vực này khu vực để bàn thờ nằm đây ha. Đó. Phòng khách. Đó. Nói chung là đồ đạc còn rất là mới. Công tắc điện này, cầu dao này. À, cửa làm bằng nhôm kính anh chị nha. À, nhôm kính. Bức sản mình thì hình như là có 3 phòng ngủ. Đây là phòng ngủ thứ nhất ha. Phòng ngủ thứ hai dưới này. À, còn dưới kia là toilet. Thì trên này có một cái gác ha, kiểu gác lửng vậy đó. Nhưng mà ở trên đó là một phòng ngủ nữa anh chị. À, trên đó phòng ngủ đó. À, cái bậc cầu thang này mình có thể là hạ xuống và gập lên được các chị ha. Như đây là Điền đã hạ xuống rồi đó, còn gập lên mình sẽ có lối đi rộng rãi hơn các chị ha. À, Điền sẽ đi lên trên. Chung là phòng trên này thì cũng không có gì để quay nhiều, nói chung phòng trống thôi chị. Đó. Có cả cửa sổ này, cửa sổ nhìn ra ngoài. Đó. Thực sự mà thời điểm này mà để ra bỏ ra khoảng 1 tỷ. À, khoảng 1 tỷ nha. Mà mua một cái nhà đất ở thị trấn Phước Bủ là rất là khó vậy nha. Như cái này thì mình mua sổ sẵn công chứng liền luôn, vô ở được liền luôn chị ha. Quét dọn sơ sơ là ở được liền rồi. Đây là phòng ngủ thứ ba này. À, nói chung là trên này thì mới mới xây lại ha. À, còn dưới này là hồi trước là chắc là nhà cũ. À, người ta nâng cấp phía trên, còn phía này thì để nguyên anh chị. À, đây là khu vực bếp nấu nướng ha. Bên này toilet kết hợp phòng tắm luôn anh chị. Còn lui phía sau đây là lui lại sau nhà rồi anh chị ha. À, khu vực đậu xe này kia đó, đi vòng lại đây ha. Đó. Vị trí trung tâm tiện ích tiện nghi, di chuyển khoảng 500 mét là đầy đủ rồi. Đó. Đó. Cô chị nào mà đang có cái tài chính khoảng loanh quanh 1 tỷ hơn 1 tí ha, thì mua bất động sản này quá hợp lý luôn. À, muốn tìm nhà này kia ở thị trấn đó, à, tiện ích tiện nghi đầy đủ ha. Quá đẹp, nhà quá đẹp anh chị ha. Điền xin nhắc lại một lần nữa, bất động sản mình đang có diện tích là tổng là 185 mét vuông ha. Hiện tại là phủ hồng toàn bộ đất ở tại đô thị, chưa có thổ cư gì nha. Và đường này đi vào chỉ là đường đi vào đất thôi, chứ không có mặt tiền đường ha. 10 mét ha, 10 mét 3 ha. À, sâu là 21 mét, bên này 21 mét ha. Đang bán 1 tỷ mốt cái gì đó. Ô tô khu vực này có thể đậu được khoảng 3 chiếc ô tô đó. À, chỗ này thì không khí ở đây rất là mát. À, mát rượi luôn chị. À. Rồi, có chú nào quan tâm bất động sản này liên hệ Điền nha. Thì chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng. Nói chung là giá 1 tỷ mốt này sẽ có thương lượng, nhưng mà không thương lượng được nhiều anh chị nha. Giá này đang ngợp hay cần bán. À. Rồi, Điền cũng xin được kết thúc video clip tại đây ha. Cô chú chị nhớ nhấn đăng ký kênh để Điền, để ủng hộ Điền ha, để được xem những video clip mới nhất của Điền. Xin chào và hẹn gặp lại cô chị.
We dance.